Bây giờ là 7 giờ 11 phút sáng. Quý vị và các bạn đang theo dõi Cà Phê Ngày Mới phiên bản 90 phút, phiên bản một Trận đá banh đó. và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai, hiệp 2 đó. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cái bài báo được các phóng viên của chúng tôi và biên tập lại và được chuẩn bị để giới thiệu cho các bạn những cái thông tin về cái mạch nguồn dòng chảy cuộc sống trên báo chí. Sáng ngày hôm nay anh quan tâm tới báo nào đây? Tôi thấy tôi... ngày hôm nay là một bài chắc là chị Hải Hằng là biên tập rồi bởi vì thấy có rất là nhiều báo điện tử được điểm ra ở đây. Và yeah. Thường là đọc báo điện tử là phải dành rất là nhiều thời gian nhưng mà chúng ta sẽ cùng đến với một bài viết đầu tiên từ một tờ báo giấy, một tờ báo tôi rất là yêu thương và đã đọc biết là hơn 20 năm rồi, nhà tờ tuổi trẻ cuối tuần là tờ tôi luôn luôn có ở trong ba lô của mình vào mỗi ngày. Trang 6 và trang 7 báo tuổi trẻ ngày hôm nay dành sự quan tâm đến câu chuyện về à, à, xuất nhập khẩu đối với hàng hóa ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, nhiều cái ngành hàng xuất khẩu Việt Nam đã ghi dấu ấn khi tiếp tục giữ được những cái vị trí nhóm đầu trong kim ngạch xuất khẩu của thế giới và cũng có rất là nhiều những yếu tố làm nên thành công và đưa Việt Nam vào trong top 23 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới. Trang 6 và trang 7 của báo tuổi trẻ số ra sáng nay à, đã có bài phản ánh vấn đề này qua bài viết hàng Việt xuất khẩu top đầu thế giới. Bài viết đưa ra ý kiến của ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương. Ông đánh giá năm 2022, số nhập khẩu của Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn cả từ cung lẫn cầu. Cầu nhập khẩu suy giảm do khó khăn kinh tế và lạm phát, sản xuất thì chịu ảnh hưởng bởi đứt gãy nguồn cung cũng như là giá đầu vào thì tăng cao. Tuy vậy, xuất nhập khẩu tiếp tục vượt khó và ước đạt cả năm khoảng 371,2 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 10,5% so với năm 2021 và đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỷ đô la. Kết quả này đã củng cố vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế và theo số liệu thống kê của WTO, xét trên quy mô xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 xếp thứ 23 và nhập khẩu xếp thứ 20 trên thế giới. Tuy vậy cũng cần lưu ý rằng việc gia tăng hàm lượng nội địa hóa và giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu vẫn là một mục tiêu xuyên suốt. Và đến nay hàm lượng giá trị gia tăng và nội địa của sản phẩm xuất khẩu đã được cải thiện hơn. Đơn cử như theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, từ trước đến nay dệt may chỉ đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 50%, nhưng 8 tháng năm 2022 thì tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may đã lên 57% tuy nhiên đối với một số ngành như là ô tô sản phẩm như điện tử nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước đối tác thì vẫn là tương đối cao à, cái câu chuyện này là câu chuyện đã bàn rất là nhiều tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải nhắc đi nhắc lại giống như là một cái nguồn động lực của năm mới bởi vì cái việc chuyển đổi cũng như là tạo ra những giá trị gia tăng cho những sản phẩm xuất khẩu việt nam luôn luôn là một trong những vấn đề trọng tâm để sản phẩm được cao hơn và cái nguồn lao động sẽ được trả cao hơn đối với những cái sản phẩm này à, chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng với những cái câu chuyện hầm hợp Uh, hơi thở của cuộc sống uh, câu chuyện về du lịch câu chuyện về chặt chém rồi rất là nhiều những cái câu chuyện khác ảnh hưởng rất là lớn đến một cái nền công nghiệp khác đó là nền công nghiệp không khói của chúng ta du lịch du lịch sẽ phát triển như thế nào khi mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái tiêu cực và những cái tiêu cực nhiều khi nghĩ nó nhỏ nó nhỏ nhưng mà chúng ta không muốn vì nhỏ mà nó hèn một cái câu chuyện sau đây được đăng tải trên báo lao động vn báo điện tử lao động thưa quý vị chủ quán ăn ở sapa bị tố là chặt chém khách du lịch để thịt lợn giá 495 000 đồng đã bị lập biên bản xử phạt về hành vi bán hàng không đúng giá niêm yết đúng là một nỗi đau của ngành du lịch thưa quý vị đó là thông tin được đăng tải trên báo điện tử lao động qua bài viết nhà hàng bán đĩa thịt lợn vài lát giá gần năm trăm đồng ở sapa đã bị phạt nặng Ngày 1 tháng 1, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã xác nhận thông tin với phóng viên báo Lao động về việc vừa xử phạt một nhà hàng trên địa bàn vì chặt chém du khách. Theo đó thì du khách có tên viết tắt là PN và một nhà hàng ở trung tâm thị xã Sapa được quảng cáo là ngon từ chất, thập từ tâm để ăn uống cùng với bạn. Tại đây địa chỉ N gọi hai suất cơm gà, mỗi suất gồm có một đĩa cơm và một đùi gà Cùng với một đĩa thịt heo được giới thiệu là thịt heo rừng, một chai nước suối, đó, hết rồi đó. Và khi ăn xong thì chủ quán đã thu 905.000 đồng, trong đó đĩa thịt heo với vài lát mỏng có giá là 495.000 đồng và đĩa cơm gà giá là 199.000 đồng một đĩa. Ngay sau đó thì du khách này đã đưa thông tin lên mạng xã hội và thắc mắc về giá dịch vụ ăn uống ở Sapa và ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bình luận là tỏ ra bức xúc trước tình trạng chủ quán chặt chém, hét giá dịch vụ ăn uống làm xấu hình ảnh du lịch Sapa. Thậm chí câu chuyện của chị N còn được chia sẻ trong một số hội nhóm du khách quốc tế, rất là đáng buồn. Và thành theo lãnh đạo của thị xã Sapa thì sau khi nắm được thông tin vụ việc này thì Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã yêu cầu đội quản lý thị trường và phòng văn hóa thông tin lập đoàn kiểm tra liên ngành để vào cuộc xác minh. Ngày 31 tháng 12 thì sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh chủ cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống này à, thừa nhận có bản bán đồ ăn và thu tiền đúng như thông tin du khách phản ánh trên mạng xã hội. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những thông tin liên quan đến du lịch khi mà lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong những ngày đầu năm nè, rồi những cái thông tin về một Việt Nam bị xấu xí hơn trong câu chuyện về du lịch như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần tạo ra một diện mạo mới ngay cả những cái công trình công cộng và nơi công cộng là nơi mà chúng ta có thể thể hiện cái tinh thần Việt Nam nhiều nhất bằng cách là chúng ta giữ vệ sinh nơi công cộng. Và cái ý thức của nơi công cộng cũng sẽ được thể hiện ra rất là rõ khi mà nơi công cộng nó có nhiều người và đặc biệt sau những sự kiện lớn cái màn bán pháo hoa được đỡ chào đón năm mới 2023 khiến cho chúng ta hân hoan nhưng mà đằng sau đó thì là một cái cảnh tượng rác xuất hiện khắp nơi ở tại trung tâm của rất nhiều khu vực và thành phố Hồ Chí Minh cũng không phải là ngoại lệ và đã khiến cho dư luận rất là bức xúc. Từ thực trạng trên, báo Thanh Niên Điện Tử đã ghi nhận ý kiến bạn đọc để khắc phục tình trạng này qua bài viết là cần phải phạt lao động công ích của người xả rác nơi công cộng. Hãy cùng với chúng tôi trích đọc bài viết này ngay sau đây. Theo đó thì nhiều điểm vui chơi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh sau những màn pháo hoa đón chào năm mới 2023 là tình trạng rác xuất hiện khắp nơi. Điều này khiến nhiều người bức xúc về ý thức của một bộ phận người đi chơi. Và theo ghi nhận của phóng viên thì rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023, khi xem pháo hoa đón năm mới thì mọi người hoa vào dòng xe trở về nhà. Tại những địa điểm thu hút đông đảo người dân đến tham dự chương trình cao đao như là phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bến Bạch Đằng cũng như một số tuyến phố trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ngập rác, công nhân vệ sinh môi trường đã phải vất vả dọn dẹp để kịp trả lại vẻ sạch đẹp của thành phố trước lúc trời sáng. Nhiều người dân hết sức bức xúc trước ý thức của một bộ phận người dân khi vô tư vứt rác xuống đường, không dừng lại ở việc kêu gọi ý thức của người dân mà nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp mạnh cho hành vi xấu xí này. Theo đó chính quyền cơ quan chức năng cần có những chế tài nghiêm khắc phạt thật nặng kèm theo lao động công ích đối với nhóm thanh niên có lối sống vô ý thức này bởi vì đằng sau một cái sự chờ đợi này là rất là nhiều những cái nỗi niềm và sự vất vả của những cái người công nhân vệ sinh phải dọn cái chỗ đó và nếu mà như vậy thì không ai chờ đón không ai mong đợi uh, những cái hành động xấu xí này ở trong uh, cái cuộc sống của chúng ta nhưng mà tôi tôi mong chờ chị Hồng Quyên lắm chị đã quay trở lại rồi mời chị cùng với bài báo tiếp theo ạ quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài báo điện tử trên trang VOV với nhân đề là thách thức xuất khẩu năm 2023 và đâu sẽ là giải pháp. Cụ thể, theo đó, để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2023 khoảng 6% so với năm 2022 và tiếp tục duy trì xuất siêu, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ nhiều hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là việc tiếp cận vốn và mở rộng tìm kiếm đa và đa dạng hóa thị trường cũng như là các sản phẩm xuất khẩu. Thách thức đầu tiên của xuất khẩu năm 2023 cũng đã bộc lộ rõ từ những tháng cuối năm 2022. Đó là tình trạng thiếu đơn hàng khi mà rất nhiều đơn hàng xuất khẩu của hầu hết các ngành hàng tiêu dùng đều bị cắt giảm hoãn hủy và nhiều doanh nghiệp không ký được đơn hàng mới bởi áp lực lạm phát từ nhiều quốc gia. Trong đó có những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, dịch may da dày là những ngành hàng mà chịu tác động nhiều nhất. Thách thức thứ hai đó là áp lực tài chính đối với doanh nghiệp xuất khẩu, tình trạng thiếu vốn tiếp cận vốn khó khăn do áp lực lãi vay tăng cao, tỷ giá ngoại tệ biến động tăng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào vẫn tăng và đứng ở mức cao, trong khi các doanh nghiệp đa phần khó khăn do phải chống chịu với tác động và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 suốt hơn 2 năm qua. Ở Hà Nội, nơi tôi đang sinh sống và làm việc, có một cái điểm rất là đặc biệt là rất là nhiều sông và hồ và những cái cây cầu của Hà Nội cũng là một trong những cái điểm nhấn đặc trưng và nằm trong cái lộ trình thực hiện việc quy hoạch giao thông năm 2023, thành phố Hà Nội cũng sẽ chuẩn bị xây dựng ba cầu vượt sông Hồng là cầu Trần Hưng Đạo, cầu vượt Tứ Liên và cầu vượt Vân Phúc. Báo điện tử VN Express đã phản ánh về nội dung này thông qua bài viết ba cây cầu qua sông Hồng chuẩn bị được xây dựng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 thuộc huyện Phúc Thọ phấn đấu duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong năm 2023. Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đang triển khai thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, dự kiến sẽ trình trong quý 3. Còn cầu Trần Hưng Đạo ban đã hoàn thành công tác tổ chức trưng bày triển lãm và tham vấn ý kiến cộng đồng phương án kiến trúc cầu và được ban dân thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc. Thành phố đã chấp thuận một doanh nghiệp lập hồ sơ để đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOP để trình thẩm định. Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Vân Phúc là ba trong 10 cầu qua sông Hồng được xây dựng theo quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Bảy cầu còn lại gồm có Hồng Hà, Mễ Sở thuộc vành đai 4, Thăng Long Mới thuộc vành đai 3, Vĩnh Tuy là giai đoạn 2, Thượng Cát Ngọc Hồ thuộc vành đai 3 và vành đai 5, cầu Phú Xuyên. Và hiện nay Hà Nội có 8 cầu qua sông Hồng là Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy giai đoạn 1, cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Long Biên, cầu Việt Trì và cầu Ba Vì. Những cái tên rất là thân thương ạ. À. Còn đây là câu chuyện mà từ đại dịch Covid-19 cho tới bây giờ chắc chắn là mọi người rất là quan tâm. Đó là ai mà đọc được những cái dòng thông tin về việc việc nhẹ lương cao á, thì ngay sau đây sẽ là một bài viết đáng chú ý. Đó là trên báo điện tử Việt Nam Net có nhân đề lộ diện những đường dây việc nhẹ lương cao. Sau những lời dụ dỗ mời gọi hấp dẫn về việc nhẹ lương cao là những cái bẫy được dăng sẵn khi mà sập bẫy nhiều lao động nhận ra mình chỉ là con mồi của đường dây lừa đảo và buôn người. Theo đó đã có hàng chục lao động người Việt Nam cùng nhau chạy trốn khỏi Campuchia để theo cửa khẩu một bài của tỉnh Tây Ninh mong được trở về nước. Và đáng chú ý là hồi tháng 8 năm 2022, hơn 40 người khác tháo chạy khỏi casino nhảy sông Bình Di tỉnh An Giang để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Vụ việc này gây rúng động dư luận vẫn chiêu trò môi giới việc làm, dụ dỗ người lao động có việc nhẹ lương cao. Nhưng mà trước sự đấu tranh quyết liệt của cơ quan chức năng, những đường dây buôn bán người ở khu biên giới Việt Nam, Campuchia dần dần lộ diện. Trước đó, công an đã cảnh báo tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia lao động, làm việc nhẹ lương cao, nhưng mà thực chất là bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi qua Campuchia, nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng, họ bị cưỡng ép lao động từ 12 cho tới 16 tiếng trên một ngày, không ra khỏi các cơ sở và bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc là bị bắt gọi điện về cho gia đình. Người thân tại Việt Nam thì phải nộp tiền chuột mới được cho về nước với số tiền là từ 3.000 cho tới 30.000 đô la Mỹ. Vì thế mà các phụ huynh nên khuyên con tuyệt đối cảnh giác với người lạ, đặc biệt là những hội nhóm dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao trên mạng để tránh được những hậu quả đáng tiếc nói trên.